Hello, xin chào anh em. Mình vừa mới nhận được cục hàng từ Lazada. Thì anh em nhìn thấy đơn hàng của mình đóng gói cũng rất là ok ha. Ở ngoài thì người ta bọc một cái lớp xốp nè, rất là chắc chắn anh em. Thì bên trong cục hàng này sẽ là một cái kính hàng điện tử anh em. Thì cái kính này hôm trước mình mua với giá gốc là 158.000, mà mình có săn mấy cái voucher giảm giá đó, mình áp mã vô thì nó trừ lại còn có 67.200 đồng rồi anh em. Thì ở đây nó có cái chỗ giảm giá sản phẩm nè, mình sẽ show ra cho anh em coi luôn ha. Thì đầu tiên mình sẽ có cái voucher Lazada và Zalopay nè, nó trừ cho mình được 80.000. Tiếp theo sẽ có một cái voucher vận chuyển, nó trừ cho mình 20.000. Và cuối cùng là cái chỗ giảm ngay nè, nó trừ cho mình 15.000 nữa anh em. Thì tổng cộng đơn hàng này của mình sẽ được giảm là 115.000 anh em. Rất là thơm luôn nha. Thì mấy cái voucher này rất là dễ lấy luôn. Anh em nào chưa biết cách lấy mã giảm giá này nè, mình sẽ để cái đường link ở trên đây, anh em nhấp vô đó để tham khảo. Khi nào mình mua hàng, mình áp cái mã giảm giá này vô nè để mua cho nó rẻ anh em. Ok, trước khi anh em khui hàng, mình kiểm tra xung quanh cục hàng của mình coi nó có bị gơi gớt hay là mất méo gì không nha anh em. Quá trình anh em kiểm tra thì mình cũng nên nhớ là quay video lại nha, để khi mình khui cục hàng này ra mà bên trong nó có bị gơi vỡ hoặc là bên shop người ta đóng gói sai hàng cho mình đó, thì mình sẽ gửi cái video này cho Lazada để người ta bồi thường lại cho mình. Một là người ta hoàn tiền, còn hai là người ta đổi cho mình một cái sản phẩm khác anh em. Ở trên mấy cái trang thương mại điện tử đó thì không bao giờ người ta cho mình coi hàng trước đâu, nhưng mà mình được cái lợi thế là trong vòng 7 ngày mà mình khui cục hàng này ra nè, mà nó có bị sai hàng hoặc là hàng mình nó có hỏng hóc đó, mình sẽ gửi trả và người ta sẽ hoàn tiền lại cho mình 100% anh em, không mất một cắc nào luôn á. Rồi thì bên trong cục hàng của mình nhận được sẽ là một cái hộp anh em. Ở đây sẽ là cái hình của cái kính hàng điện tử của mình nè. Bên đây là cái mã của nó nè ha, TX012 nè. Mình lật ở trên đây thì nó sẽ là những cái thông số của cái kính anh em. Cái này anh em nào mà gành đó thì có thể mình dừng video lại để mình tham khảo anh em. Ok. Wow. Rồi thì anh em nhìn thấy bên trong sẽ có một cái hộp bằng nhựa nè, nhìn cũng khá là đẹp anh em. Trên sẽ là cái nhựa bóng nè, còn ở dưới thì người ta sẽ có những cái hoa văn nè, nhìn cũng rất là ok anh em. Rồi thì phía trong đây anh em sẽ có luôn một cái sợi dây để mình đeo luôn ha. Khi mà mình leo trên cao đó thì mình sử dụng cái này nè để không có sợ bị gớt luôn ha. Ngoại hình của cái kiến anh em nhìn thấy cũng rất là đẹp luôn nha. Chính giữa nó sẽ có một cái cảm biến ánh sáng nè ha. Hai bên đây nó sẽ là cái thu năng lượng ánh sáng anh em. Thì khi mà mình hàng có ánh sáng đó thì hai cái miếng này nè nó sẽ hút ánh sáng, nó tạo ra năng lượng để sạc cái cục pin ở trong cái này anh em. Phía bên ngoài anh em nhìn thấy nó sẽ có những cái miếng mica nè để nó bảo vệ cái bản mạch bên trong là ok luôn ha. Thì ở đây nó sẽ là hai cái chồng kiến của mình nè ha, cũng được bảo vệ bởi hai cái lớp mica nè, nó sẽ có một cái miếng bọc nè ha. Giờ mình sẽ lọc ra luôn ha anh em. Nhiều anh em khi mà mình mua về mình đeo lên đó thì mình thấy nó mờ căm mà, thì là do cái miếng bọc này nó chưa có lọc ra nè ha. Thì mục đích của cái miếng bọc này nè là để khi mà mình vận chuyển đó thì cái kiến của mình nó không có bị chảy xước. Thì bây giờ đến tay mình xài rồi thì mình sẽ lọc ra để cho nó sáng anh em. Wow. Rồi anh em nhìn thấy nè, trong queo luôn ha. Bây giờ mình sẽ lắp vô lại anh em. Rồi ok, ngon lành luôn anh em. Phần phía sau anh em nhìn thấy người ta thiết kế cũng rất là đẹp luôn ha. Ở đây có màu cam cam đỏ đỏ rồi nè, nhìn cũng khá là ok anh em. Hai cái chồng cũng có hai cái miếng dán nè, cái này mình cũng lột ra luôn ha. Bây giờ để mình đeo lên cái điện thoại cho anh em coi luôn ha. À, rất là hợp lý nha anh em, mình nhìn rất là rõ luôn nè, rất là ok luôn nha. Rồi thường mấy cái kiến hàng điện tử đó là lúc nào nó cũng có màu xanh này hết trơn ha. Thì cái thấu kính mà màu xanh đó thì nó sẽ chặn lại những cái tia có hại cho mắt của mình anh em, rất là đảm bảo an toàn luôn nha. Thì cái này anh em mà sử dụng những cái kiến cận đó giống như mình vậy nè, để mình lấy cái kiến mình ra ha. À, ở đây nè anh em có thể là đút vô luôn là vừa luôn anh em, có thể là vừa đeo cái kiến cận và vừa đeo cái kiến hàng này được luôn anh em. Thì theo lý thuyết thì cái kiến hàng này nó sẽ là một cái kiến hàng điện tử. Thì khi mà anh em đeo vô để sử dụng mà phía trước nó có ánh sáng hàng đó, ngay cái cảm biến này nè nó sẽ nhận được và nó sẽ tối hai cái mắt kính này lại. Rồi cái ánh sáng hàng nó tắt thì hai cái kiến này nó sẽ trông lại bình thường anh em. Năng lượng của nó sử dụng sẽ có một cái cục pin ở trong đây, miếng hấp thụ năng lượng này nè, nó hấp thụ luôn cái ánh sáng hàng và nó truyền vô cục pin mình. Bởi vậy cái kiến này nó sẽ rất là lâu hết pin anh em. Thì nói chung lý thuyết là nó rất là ok luôn. Và bây giờ mình sẽ đem ra mình test thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào anh em. Ok, mình đã chuẩn bị sẵn cái máy hàng của mình nè. Rồi dây hàng mình nói sẵn vô đây ok hết trơn rồi ha. Thì để mình test thử cái kiến này coi nó hoạt động khi hàng có ok không nha anh em. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cái kiến này mình đeo vô, mình quay một vòng cho anh em coi ha. Rất là rõ luôn ha, quang cảnh đồ nhìn rất là rõ luôn nè, quá ok luôn ha anh em. Mình nhìn ở đâu nó cũng sáng hết trơn nè, rất là ok luôn nha, trong queo luôn ha. Wow. Cái này nhìn cũng rất là hợp lý anh em. Bây giờ mình đã chuẩn bị bốn cái que hàng này nè. Thì nó sẽ là cái que 2 ly 6 nè,
rồi que ba ly 2 và que 4 ly. Còn ở đây nó sẽ là cây que inox ha anh em. Mình sẽ test thử 4 cây que này luôn ha. Tại vì mình thấy kích cỡ mấy cây que này nè, nó khác nhau thì có thể ánh sáng hàng nó cũng khác nhau luôn. Bởi vậy mình test thử nhiều loại để cho anh em dễ tham khảo luôn ha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đeo cái kiến này cho cái điện thoại để cho anh em dễ quan sát nha. Wow. Ánh sáng thì nó cũng rất là vừa phải ha anh em. Mình cũng có thể mình nhìn thấy được cái mối hàng của mình luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ kéo cho hết cái que ha anh em. Ok. Khá là ngon lành hả anh em. Thì tiếp theo mình sẽ test thử cây que 3 ly 2 này ha. Cây này nó sẽ bự hơn cái cây mới nãy hả anh em. Khá là ngon anh em. Thì mình đã chỉnh cái máy này nè lên cỡ 70% anh em. Ở đây mình chỉnh là maximum nè, còn mình chỉnh ở đây thì nó tầm cỡ 75% đi ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kéo tiếp anh em que 3 ly 2 ha. Wow. Đó, anh em nhìn thấy cũng khá là ok luôn ha. Thì cái kiến mình nó hoạt động cũng rất là tốt luôn anh em. Thì tiếp theo mình sẽ đốt cây que 4 ly này anh em. Mình sẽ chỉnh lửa cho nó maximum luôn ha, để mình hàn cho nó đã đó anh em. Ok luôn nha. Wow. Anh em nhìn thấy nè, mỗi hàng rất là đã luôn ha. Thì cái kiến mình hoạt động cũng rất là tốt ha anh em. Và cuối cùng mình sẽ test thử cái que inox này luôn ha anh em. Wow. Cũng khá là ok ha anh em. Cái này nó cháy rất là ngọt luôn ha. Rồi tiếp tục anh em. Ok. Rồi anh em nhìn thấy nè,
cái này nó cháy đỏ bừng luôn nè ha. Này nãy giờ là mình cố định ở trên đây nè, bởi vậy anh em nhìn thấy rất là rõ luôn ha. Thì hai cái cọng râu của nó mình đã gỡ ra vậy nè, để cho nó gắn vô cái điện thoại mình dễ dàng hơn anh em, là cơ động ha anh em, xài rất là ngon luôn ha. Ok, thì qua bài test thật sự là cây kiến này hoạt động rất là ok ha anh em, mình xài thì nó rất là nhạy luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ bung cái kiến này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào ha anh em. Gỡ ra rất là đơn giản ha anh em, mình chỉ cần mình gạt qua một cái là nó xúc ra rồi ha. Khá là ok ha. Nếu mà anh em sử dụng trên cao đó thì mình cũng có thể mình lấy cái cọng dây này nè, mình gắn vô đây và mình xài ha anh em. Anh em sử dụng cái đầu vít cực kỳ nhỏ nha mới dặn được cái vít này ha anh em. Ở đây mình nhìn thấy là nó sẽ có 5 con ha anh em. Wow. Rồi thì anh em nhìn thấy nè, ở bên trong nó có nguyên một cái bản mạch rất là bự luôn ha. Bên đây thì nó có một cục pin nè, và bên đây nó có thêm một cục pin nữa ha. Thì mình nhìn kỹ là những cái con linh kiện ở trong đây nè, nó cũng có thương hiệu hết trơn ha anh em, cũng rất là bự luôn ha. Cái miếng kiến ở đây nó cũng có một cái cọng dây để nó nối với trong cái bản mạch nữa ha anh em. Quá là chất lượng ha anh em, rất là ok luôn ha. Rồi thì mình đã bung cho anh em xem toàn bộ bên trong cái kiến rồi ha. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, anh em nhấp vô đó tham khảo ha. Anh em nào thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình ấn vô nút đăng ký bên đây rồi ấn nút cái chuông, khi nào có video mới thì anh em mình cùng giao lưu ha. Cảm ơn anh em đã xem video, chúc anh em một ngày vui vẻ nha. Bye bye.